nữ chính ngôn tình trở thành nữ phụ đam mỹ nhân mà thôi thì mình chấp nhận nha mọi người. Tiếp theo, xin chào các bạn, mình là Camui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Trước khi xem video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe. Và đừng quên cứ chưa để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên hỗ trợ hết tim bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn xem hộ các mức quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mua cà rốt để ăn sáng nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay là một video về vườn cà rốt. Thì không biết các bạn còn nhớ không, mà tính ra thật sự luôn là cái video về vườn cà rốt chắc phải tầm 2 tuần rồi Camui chưa ra. Tại vì như là ta, tại vì 2 tuần vừa rồi thật sự là Camui có quá nhiều việc, và nào là video dự trữ rồi, nào là video vlog. Thì không biết các bạn có thích những cái video vlog của Camui không, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha. Ok, và chúng ta cùng chào mừng các bạn đến với vườn cà rốt ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì đầu tiên thì vẫn là cái bài vị ghim từ ngày 7 tháng 4 mọi người ạ. Ok, tiếp nào. Đó, và đây là bài đầu tiên của một bạn Minh Hoàng đăng từ 10 giờ trước. Mui rất đẹp đúng không mọi người? Mui xinh nha, nhưng mà bạn không nhất thiết. Cái này Camui biết nha. Cái này là vẽ theo kiểu một cái hình này này, đầu người này, xong rồi bạn không nhất thiết phải cho cái nọ mà không? Mình biết là mình có nọ nhưng mà ok, không sao, vì gọi là vì làm theo cái bức hình này Camui sẽ thử nha các bạn. Đó, giống chưa? Ok, cái này là hình gọi là trêu trêu tí thôi nha mọi người. Nhưng mà ok, cảm ơn em Minh Hoàng nha. Cảm ơn em team nè. Ok, ta cùng vào xem thử xem nào. Ôi giời ơi, trời ơi, nghe cái này thôi là tôi đã cảm thấy mùi bản quyền nó gọi là đến với kênh của mình á. Nên là mình xin lỗi, mình tua nha mọi người. Top 1 là Phong Cận và Sammy Đào. Ok, làm thế nào phóng to ta. Tiếp theo, đầu tiên là Sammy và Phong Cận là cặp đầu tiên được yêu thích nhất. Cặp tiếp theo đó chính là... cái gì mà cặp đôi hoàn cảnh ba? Ủa mọi người ơi, Sammy và Phong Cận có tên là cặp đôi hoàn cảnh à? Đúng rồi, các mọi không biết luôn đó mọi người. Ok nha. Ok, tiếp theo cặp thứ hai. Đến Simi thì các mọi chắc chắn là Simi và Kyron rồi nè. Tiếp theo Kyron và Simi. Trời ơi, nhưng mà sao chưa gì đã làm lễ cưới ở lễ đường rồi này? Thì kỳ mà sớm vậy. Cái này... Wow, đây là cặp đôi Yandere. Nếu mà thế thì sẽ là cặp đôi được yêu thích top 2 sẽ là Simi và Kyron, hay là Simi Yandere và Kyron Yandere? Thôi thì vẫn là Simi và Kyron mọi người ạ. Ok, đến cặp tiếp theo, cặp ở đây bạn ghi là cặp đôi Yandere là top 2 này. Ok, tiếp theo. Tiếp theo. Sao chẳng lại không chọn chấm mà chọn hắn? Sao nàng lại không chọn chấm mà chọn hắn? Cái này là câu nói của Siro này. Tiếp theo là gì? Ngươi có gì hơn ta chứ? Ngươi thì có gì hơn ta chứ? Này, dù sao ta Việt cũng này là anh chàng đẹp trai. Dù sao ta cũng là anh chàng đẹp trai. Ok, mà ta cũng là chàng khờ thủy chung. Ta đã cho nàng cả lâu đài tình ái. Ta sẽ tay cho nàng một túp lèo lít. Cặp đôi thứ ba bãi đã chú thích ở đây là Siro và Camui. Có hả? Không biết luôn quá trời. Ok, tưởng tiếp là có vô vàng áo. Ở đây có top 4 là Mr. Vịt và Camui luôn nè. Top 3 là... sao cái cặp lá cũng có Camui vậy? Ok, tiếp. Hà Đông, còn ta có chiếc áo bà ba. Bộ đôi siêu quậy và tình... bộ đôi siêu quậy là Camui và Siro. Còn tình yêu khủng long chắc là với Camui và Mr. Vịt. Tại vì có một cái video TikTok mà thật sự luôn các bạn share rất là nhiều. Cái video TikTok gì mà kiểu... sao cao thế, cao mét 7 à? Cái gì đấy, xong rồi kiểu... sao lùn thế, có một cao mét 5 mà kiểu chim cánh cụt với khủng long á mọi người. Không biết có bạn nào đã từng xem cái video đấy chưa? Thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha. Ok, là các bạn ship Camui và Mr. Vịt đó. Rồi xem tiếp nào. Ta có xe đặt tim. Vì nàng, ta... vì nàng mà trái tim ta không ngủ yên. Xin nguyện làm trái tim bên lề. Ta xin nguyện làm trái tim bên lề. Ta người tình mùa đông. Ta nguyện làm người tình mùa đông là Vịt nè. Ta xong là người tình trăm năm. Ta, yêu... ta là người tình trăm năm. Trời ơi, cãi nhau qua cãi nhau ta lại luôn ba. Ta yêu là tha thứ. Ta âm thầm bên em, còn ta trọn đời bên em. Nhưng em là em của ngày hôm qua. Thì anh là chàng trai năm ấy. Giờ anh với em không sao. Anh không muốn bất công với em. Mình hãy tìm về nơi trú mưa. Nơi tình yêu bắt đầu. Mình yêu nhau đi. Lòng nhau. Tóc lầm là Mr. Vịt và Siro. Không, cái cặp này nó phải là top 1, không thể làm mà top 5 được. Ok, Camui đã hiểu tại sao mà bãi đã ghi là gửi chị Camui My Idol. Em chắc chắn chị sẽ thích video em làm là
Tôi đã hiểu rồi nha mọi người. Đây mặc dù tôi từ gọi là dứt từ gì ta, nữ chính ngôn tình trở thành nữ phụ đam mỹ nha, mà thôi thì mình chấp nhận nha mọi người. Ok, xem luôn. Mỗi tội là cái bài này bản quyền cho mọi người, Camu không dám mở đâu. Nói chung là cái vậy á, nói chung là kết quả thì là cặp đôi đam mỹ. Hai, nói chung là Cinder và Mr. Beat trở thành một cặp. À, cái này thì mọi người ơi, Siro thì không thích Gamui ghép sức cặp cho lắm. Nên là có gì mọi người đừng có đăng vào blog item. Mọi người đừng có đăng vào bộ tộc sói hoặc là gì đâu nha. Không Siro lại chửi Gamui chết đâu. Gamui nhắc trước nha. Gamui bị chửi thật đó mọi người. Nên đừng có bảo là gì Gamui ở đây nha. Đây, mà đây rõ ràng có phải là Gamui ship đâu. Rõ ràng đây là bạn fan ship mà đúng không mọi người. Ôi trời ơi, xịn quá em ơi. Tim liền. Trời ơi, bảo sao mà Gamui ấy. Em mong chị, cho em chắc chắn chị sẽ thích view này. Thích thật. Cảm ơn em nha. Trời ơi, cưng thế đi được. Trời ơi. Ok, bài này của bạn Minata Haruko. Ồ, bạn ý cái như cái này gọi là OC của bạn ấy có cái giống Camu, đó chính là đều là tóc màu cam này. Đây là một câu chuyện rất có hậu. Đây sẽ là điều xảy ra nếu mình và Camu gặp phải. Này, đúng là hai con lùn. Gì đây? Alo, cho tôi một con dao 999 độ C, một cái chảo 9999 độ C, một cái quan tài và một bông hoa và ba cây nhang. Gì ghê dữ vậy ba? Gì mà ngầu dữ vậy ba? Ok, em ngầu quá trời luôn nha. Em ngầu hơn cả chị rồi á. Rồi tiếp theo bản của bạn Hết Hồn Chưa của bạn Tuấn Châu. Cái mặt này là cái mặt lúc Camui làm gì ta? Hình như, từ để Camui nhớ xem là hình như cái này là uống nước ép cà rốt này đúng không mọi người? Camui cũng không nhớ nữa. Các bạn nào mà đúng thì các bạn nào thấy đúng thì các bạn hãy comment giúp Camui nha. Còn này trời ơi, cái gì đây trời? Cái thề luôn đó mọi người, Camui không hiểu sao á. Bình thường á, khi mà Camui đi tàu, đi xe, nói chung là đi bằng bất cái gì, nói chung là di chuyển á, Camui đều có một thói quen, đó chính là ngủ. Và ngủ thì đây đi cùng với nhau đây các bạn. Trời ơi, bạn tôi đó mọi người, không phải là chỉ một lần này đâu nha, mà thực sự là rất nhiều lần rồi. Lại quay trộm. Tôi khổ lắm mọi người ạ. Yêu phát nhiều, trời ơi, ở đâu sao mà cưng nhở. Vẽ hơi fail, mong Mui không chê. Trời ơi, chê là một chê, nhìn vẽ cưng hơn Camui nè. Cưng hơn Camui là được rồi, là đẹp rồi em ạ. Trời ơi, cảm ơn em nha. Mỗi tội là hơi thiếu màu nha. Cái này hình như là bạn ý vẽ, chụp ảnh bạn ấy vẽ tay này, xong rồi kiểu lên một cái bức hình á. Bức hình xong rồi bạn ấy lại vẽ thêm vào, rồi thêm cái má hồng này, chắc chắn luôn. Chắc kèo luôn á. Không bao giờ có chuyện mà trong một cái bức hình mà kiểu vẽ trên giấy mà được cái kiểu màu sắc như thế này đâu. Chắc chắn, chắc kèo luôn. Ok, cảm ơn em nha, yêu Mai. Tiếp theo hình vẽ của bạn Mai Bùi này. Trời nhiều mưa rồi nhỉ, chúc các cậu thi tốt, lại bệnh nữa rồi. Ủa, em đã bị bệnh hả? Từ ngày 24 bây giờ là lúc Camui đang quay này là ngày 26, thì Camui hy vọng là bạn đã khỏi bệnh rồi nha. Còn nếu mà chưa khỏi thì nhớ uống thuốc đầy đủ nha. Như cái bức hình này Camui đang cầm cốc nước này, cái này là chắc chắn là uống thuốc luôn, nhưng mà rất là cưng nha em. Cảm ơn em. Ôi dồi, Camui vẫn chưa hiểu cái miệng này lắm. Miệng này chắc là miệng đang phụng phịu đúng không ta? Vừa kiểu phụng phịu vừa phải uống thuốc các mọi người. Ok, cảm ơn em nha Mai Bùi. Mà không biết các bạn đã thi xong chưa. Nếu các bạn chưa thi xong thì Camui chúc các bạn thi tốt. Còn bạn nào thi xong rồi thì các bạn hãy giữ vững tinh thần đấy cho những các kỳ thi sau. À, tất nhiên là tinh thần tốt nha, chứ không phải tinh thần quay cóp hoặc là tinh thần điểm kém đâu mọi người. Nếu mà chúng ta chẳng may bị điểm kém thì đợt thi tới các bạn hãy cố gắng thật là nhiều, cố gắng lên, vì fan của Camui là phải những người con nhà người ta giống Camui đúng không? Chúng ta là phải học giỏi đúng không mọi người? Mà nếu chúng ta không thể được như con nhà người ta thì ít nhất là chúng ta cũng phải cố gắng hết sức chúng ta có thể nha mọi người. Ok, tiếp nào. Trời ơi, của bạn Như Nhi này, đây là móc khóa mình tự làm nhé. Ồ, tự làm móc khóa bác hả? Cái này thì Camui nghĩ là bạn ấy sẽ lấy một cái loại giấy bìa dày, sau đó thì bạn ấy vẽ, xong rồi bạn ấy cắt ra, xong rồi bạn ấy lấy cái móc này bóc vào. Và thật sự là, tuy nhiên thì nếu mà các bạn sử dụng thường xuyên ý, thì nó sẽ là bị rách hoặc là gì đấy. Nếu các bạn muốn bền hơn ý, thì Camui nghĩ là bạn nên có một cái lớp gì ta, lớp băng dính vào ý, thì nó sẽ được bền hơn. Còn không thì các bạn có thể lên shop Hero mua nha mọi người. Hình ảnh siêu đẹp luôn. Thôi, một phút quảng cáo thế là kết thúc nha mọi người. Nhưng mà thật sự là cảm ơn em nha. Trời ơi, em làm đẹp luôn á. Nhưng mà nhớ nha, nhớ là sau khi làm xong ý, thì lên dán một lớp băng dính vào, sau đó rồi hãng cắt rồi mà móc vào như thế này thì nó sẽ có độ bền hơn. Chứ còn như thế này thật sự là với chị kiểu chẳng may mà kiểu bị mắc vào đâu đấy là thôi, là nó rách toang luôn á, là mất bao nhiêu công sức mình làm luôn á. Như Nhi ơi nha. Trời ơi, của bạn Tranh thích vẽ này. Em fan át chị Camui mặc hoodie cà rốt át nhanh nên hơi sơ sài đây hả? Nani? Cái này là hình như là Camui đang quỳ nè. Sơ sài đây á hả? Sơ sài. Sơ
đâu xài kiểu gì mà các đường lên like này, bà ấy đánh cho từng cái luôn. Ví dụ cà rốt nha, bà ấy cũng đánh cho đường đường viền này, rồi áo này cũng kiểu sa đơ các thứ sơ xài đây hả. Thế mà nếu mà bạn kỹ càng thì nó sẽ như thế nào đây ta? Trời ơi, cảm ơn em nha. Trời ơi, cảm ơn bạn Tranh thích vẽ nha em. Cảm ơn em. Piu tim. Tiếp theo lại một bức vẽ siêu đẹp luôn á, từ bạn nấm ăn tặng idol nhà mình. Mình nhận ad nha. Ủa, mình nhận ad là chả... à, mình nhận chắc là nhận kết bạn đó mọi người. Đây là bức tranh của bà ấy đây. Bà bức tranh này được 550 lượt like rồi á các bạn, của bạn nấm ad. Các bạn nhìn nè, thật sự luôn á. Trong đây các bạn biết Camui thích nhất là cái gì không? Đó chính là cái Camui thích nhất, đó chính là cái móng tay bà ấy vẽ rất là đẹp. Thật sự luôn, Camui cực kỳ thích để móng tay tròn. Nếu mà không biết các bạn thấy không ta, nói chung là móng tay của Camui bình thường á, Camui cũng hay để cái kiểu dạng tròn này lắm. Và thật sự luôn là trời ơi, bà ấy vẽ tay thật sự nhìn xịn thật sự luôn đó mọi người. Nói chung là cái này thì chưa nhìn được người, nhưng mà Camui nghĩ là bà ấy cũng biết vẽ người đấy. Tại vì Camui thấy cái vai của bà ấy vẽ rất là cân đối luôn. Tuy nhiên cái mắt thì chắc là do kiểu style của mỗi người á, thật sự luôn. Nên là với Camui thì thấy nó hơi to, nó hơi tờ kiểu kiểu, đặc biệt là cái lông cái này gọi là lông gì ta, lông mi à. Cái này chắc là gọi là lông mi thì nó hơi dày á. Nhưng mà các bạn ơi, Camui thích cái kiểu mắt này lắm luôn á. Không phải kiểu lòng trong của mắt á, kiểu cứ gồm mấy cái ngôi sao này lập tia long lanh nhìn đẹp quá à. Cảm ơn em là mắt nha, trời ơi đẹp thật sự. Đây là Mui khi bị ăn cơm chó. Cái gì vậy Quyền? Bạn Quyền này là một trong những bạn quyển trị viên gọi là khá là cứng của Camui. Bà ấy duyệt gần như là bà ấy duyệt rất là nhiều bài ở trên vườn cà rốt này giúp Camui luôn. Còn cái này nếu Camui không nhầm thì sẽ là ở trong vlog của Mr. Vịt. Tại vì các bạn biết tại sao không? Tại vì hầu như là gần như là tất cả mọi người, ví dụ là 8 người đi đúng không, thì 7 người xuống biển hết. Chỉ có duy nhất một người còn sống sót trên bờ biển và không xuống nước, đó chính là Mr. Vịt. Và chỉ có những người sống sót trên bờ biển thì mới quay được cái bức như thế này thôi các bạn. Nên là cuộc sống mà mình cũng hiểu mình bị gì, nhưng mà thôi không sao. Cuộc sống của mọi người, mình bị gì thì mình cũng quen rồi. Và thật sự luôn lúc này là Camui rất là sợ. Tại vì cậu có một lần là Camui đã ra biển ra. Và thật sự luôn là không, lần đấy không phải biển mà ở bể bơi. Lúc đấy kiểu Camui lùn quá nên là không với được xuống cái đáy của bể bơi lên. Nên là Camui khá là sợ. Và khi mà Camui ra biển này nhìn nó biển nó mênh mông thì thật sự là càng sợ hơn đó mọi người. Nên là Camui không dám ra xa. Và đây là hình tượng của một bạn nữ yếu đuối sợ ra biển đó. Và bị kéo đi á mọi người, thật sự sợ lắm luôn đó mọi người. Và phần dưới này là Mui kiểu không sao, chị ổn mà. Không, tôi không ổn chút nào mọi người ạ. Thôi để Camui nghĩ là video của Camui cũng khá là dài rồi này. Và ok, và video của Camui đến đây là kết thúc rồi này. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe. Và đừng quên có chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên hỗ trợ hết team của mình nữa. Và video của Camui đến đây là kết thúc rồi này. Nếu các bạn muốn Camui tiếp tục ra vườn cà rốt thì các bạn hãy comment mình xuống một xuống giúp Camui nha. Ok, và hẹn gặp lại các bạn với lần sau. Bye bye, rất là nhiệt. Bye bye.